Thì để đạt được cái hiệu quả ghép phôi phối giống thì trước hết là quý bà con phải nên nhận biết được cái thời kỳ động dục của cái con giò này. Với xuất phát điểm từ nghèo khó, gian nan, chưa biết gì về con giò, nhưng nhờ sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, chịu khó tìm tòi học hỏi, nên anh Thiện đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Chính vì vậy, hiện tại, anh Thiện cũng đã và đang giúp đỡ thêm rất nhiều người làm giàu từ chăn nuôi loài động vật hoang dã đặc sản này. Anh Thiện cho biết, anh luôn sẵn lòng để chia sẻ 24/24 những gì mà anh biết cho tất cả mọi người. Vâng, xin chào toàn thể quý bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đỗ Quang Thiện, chủ chuỗi trang trại chăn nuôi giống động vật hoang dã từ Bắc vào tới Nam. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ những yếu tố quyết định khi bà con bước vào chăn nuôi cái giống động vật hoang dã, thường gọi con giòn, hay quý bà con thường gọi là con hon, để những cái yếu tố này sẽ mang lại những cái bổ ích cho quý bà con, để quý bà con về chăn nuôi cái giống động vật này để đạt được cái hiệu quả. Con giòn hay còn có tên gọi khác là con hon, con don, khi trưởng thành chúng có thể nặng lên tới 4 đến 6 kg trên một con. Tuy nhiên khi chăn nuôi thương phẩm thì chỉ cần đạt từ 3 đến 4 kg là đã xuất bán được. Với chế độ chăm sóc giòn sinh sản, bà con cần chú ý về chế độ ăn để giúp con giòn sinh sản đạt hiệu quả cao. Giòn từ khi sinh ra đến khoảng 11 tháng sẽ bắt đầu đi vào phôi giống lứa đầu. Bà con cần chú ý để quan sát, để nhận biết quá trình lên giống của chúng để không bị quá lứa, lỡ thì. Chi tiết về quá trình ghép đôi phôi giống cũng như chế độ chăm sóc con giòn trong giai đoạn này, bà con hãy cùng lắng nghe anh Thiện chia sẻ ngay sau đây. Về cái các clip khác, tôi cũng chia sẻ cho quý bà con về quy cách làm chuồng, làm trại cũng như cách thức về chăm sóc. Thì hôm nay, đặc biệt hôm nay tôi chỉ xin nêu một số ý kiến, một số ưu điểm quan trọng nhất tới quý bà con khi bà con về chăn nuôi cái con này. Cái thứ nhất là cái kỹ thuật ghép đôi phối giống cho cái con giòn, con hoa này để đạt được cái hiệu quả. Thì để đạt được cái hiệu quả ghép phôi phối giống thì trước hết là quý bà con phải nên nhận biết được cái thời kỳ động dục của cái con giòn này. Thứ như trang trại chúng tôi đây, thì để mà nhận biết được cái thời kỳ con giòn động dục thì sau khi mà con mẹ của nó mang bầu mà nó sinh sản cái lứa đầu như trang trại đây và đang ghép đôi lứa thứ hai này, thì khi nó nghỉ đẻ được sau khi nó mang bầu một nó đẻ được một tháng rưỡi thì nó mình sẽ tách con nó ra. Thì khi tách con nó ra rồi thì là mình cho vào mình cho con mẹ nó nghỉ đẻ từ 15 đến 20 ngày. Con đực vậy, con cái vậy. Sau khi được nghỉ đẻ từ 15 đến 20 ngày rồi thì hai con nó đã khỏe, thì lúc đó chúng ta lại tiến hành vào ghép đôi. Đấy, tiến hành vào ghép đôi để cho chúng nó tiếp tục khoảng độ từ 15 đến 20 ngày thì cái sự phôi giống của con giòn thành công, thì chúng ta lại tách con đực và con cái ra. Và để nhận biết được những cái con mà mới trưởng thành thế nào để nó biết được cái cách động dục của nó phân biệt. Thì thưa quý bà con, với những con hậu bị khi chúng ta nuôi thêm nó thời kỳ được 7-8 tháng mà chúng ta nuôi thêm 3-4 tháng nữa thì đến thời kỳ động dục đầu tiên. Thì cái lứa đầu tiên thì quý bà con nên lưu ý là với lứa con so thì bà con nên bỏ đi. Là bà con lấy cái nước hai, thì thời kỳ động dục của nó thì tôi rơi vào tầm khoảng có con thì 14 ngày, có con 21 ngày thì nó sẽ tiếp tục động dục cái lứa thứ hai. Thì bà con nhận biết được cái lứa động dục của nó là với con đực với con cái thì thường nó sẽ trèo. Con cái nó cứ trèo lên cái thân gạch đây, nó cào cào, thì nó sẽ cào lên thành này, nó cào lên. Và con đực nó cũng nhảy lên nó cào, hai con nó cào để nó tìm sang nhau. Cái thứ hai là bản thân con cái nó sẽ tiết ra một cái nước tiểu có một cái mùi đặc trưng để đánh hơi cho con đực biết. Đấy, cái thứ ba nữa là trên thân chuồng, bà con để ý khi bà con cho buổi sáng thì trên thân chuồng này thì nó sẽ trên nền gạch này và chỗ vết cào này nó có cái tinh dịch máu cá ở cái phần con cái nó sẽ rớt xuống cái hòn gạch. Thì bà con nhìn thấy cái biểu hiện như đó thì bà con sẽ phối cho con đực với con cái, thì phối giống với nó từ 15 đến 20 ngày. Thì sau khi được giống thì bà con lại tách nó ra, con đực ra nghỉ để phối giống con khác, và con cái nó đã được giống thì bà con cũng cho nghỉ ra một cái khu cách ly riêng để cho con cái nó yên tĩnh để nuôi dưỡng thai và sau đó sinh con. Thế và cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật quan trọng để chăm sóc cái con này trước khi sinh sản và sau khi sinh sản. Đấy.
và trước khi động dục và sau khi động dục. Để trước khi mà động dục cái con giòn này thì bản thân con đực nó cũng rất cần nhiều chất, bản thân con cái cũng cần khỏe mạnh, đặc biệt là con đực thì cần nhiều chất tinh dịch để phối giống đảm bảo cho con cái. Thì cái con đực đấy trước khi chuẩn bị phối giống thì bà con nên cho ăn cái lượng ăn trong cháo thì bà con tăng cường cái chất đạm, chất canxi. Thí dụ như cháo thì bà con cho bình thường bà con chăn nuôi thì bà con cho ăn với chế độ ăn trung bình, thí dụ như khoảng độ 30 con trên một cân cá hoặc một cân thịt. Thì khi với con đực thì bà con tăng lượng một gấp rưỡi lên, thí dụ nó chỉ cần khoảng độ 15 đến 20 con thì mình đã phải dùng đến một cân đến cân rưỡi thịt để cho con đực nó ăn cái lượng thịt, lượng cá và cái các chất đạm để nó tăng cường lên, để cho con đực nó đủ chất dinh dưỡng và để nó phối giống cho con cái được tốt. Với con cái để chuẩn bị khi vào mang bầu sinh sản thì bà con nên cho nó ăn cái cháo, bà con cho cái lượng cám bột ngô, bột đậu, bột lạc, bột khoai, bà con nấu cùng với cái cháo cho nó, cũng như cái lượng thịt, lượng cá bà con tăng lên để làm gì, để cho con cái khi mà nó trước khi sinh sản khoảng độ 15 đến 20 ngày và sau khi sinh sản thì bản thân con cái nó rất cần nhiều chất để nuôi dưỡng con trước khi sinh sản, để nó nuôi dưỡng con trong bụng của nó để cho con nó phát triển được tốt. Và sau khi sinh sản thì cái lượng sữa của con cái nó còn rất là nhiều để cho đủ cái lượng cho nó cung cấp cái lượng sữa cho con nó bú. Chính vì thế bà con phải bồi dưỡng cái chất lượng chất đạm, chất tinh bột, chất thịt và những cái hoa quả ngọt vào cho tăng lên để con cái nó sẽ đủ cái chất sữa cho con nó bú, thì lúc đó thì con nó sẽ phát triển đồng đều. Nó không bị cọc cạch và nó sẽ đủ cái lượng sữa cho con nó bú thì con nó sẽ rất là khỏe mạnh ạ. Giòn tuy dễ nuôi nhưng khi bà con không biết cách chăm sóc sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng thất thoát số lượng giòn trong đàn, gây thiệt hại về kinh tế. Vì vậy, trước khi nuôi, bà con nên đến trực tiếp các trang trại giòn để mua được con giống đạt tiêu chuẩn cũng như tham khảo, học tập kỹ thuật từ đội ngũ chuyên môn. Thì cái bản thân con giòn này nó là giống động vật hoang dã, thì bên ngoài cái nó sống ở cái môi trường hoang dã thì bản thân nó có thể là một năm nó sinh sản một lứa hoặc là hai năm ba lứa, cũng có con thì hơn một năm mới có được một lứa. Nhưng khi mà đã được thuần hóa như trang trại chúng tôi đây mà về chăm sóc chăn nuôi đúng theo kỹ thuật mà chúng tôi truyền đạt với bà con thì con giòn này nó sẽ sinh sản là một năm là hai lứa, và một lứa của nó là từ 2 cho đến 5 con. Vâng, thì như bà con được biết đấy, thì cái trọng lượng khi bà con nuôi thương phẩm thì mỗi một con của nó sẽ đạt được trọng lượng từ 5 đến 6 cân trên một năm đấy. Thì với cái chất lượng như thế thì là nó sinh sản từ 2 đến 5 con mà chỉ là gần lấy trung bình khoảng độ 3 con trên một lứa, mà mỗi một lứa của nó sẽ bà con nuôi một năm thì nó sẽ đạt được khoảng độ 5 đến 6 cân. Thì cái bà con tính cho đó thì theo như trang trại chúng tôi bao tiêu cho quý bà con 5 năm đầu cố định, sau khi 5 năm thì chúng tôi lại ký tiếp với bà con những cái hợp đồng tiếp theo. Thì với 5 năm cố định đầu ra bao tiêu cho bà con thì như trang trại tôi đây bán ngoài giá thị trường nó là 1,9 triệu đến 2 triệu mốt trên 1 kg. Thì chúng tôi bao tiêu cho quý bà con là 1,8 triệu đến 1,9 triệu trên 1 kg là giá cố định trong 5 năm. Cho nên về khi chăn nuôi này thì với một lứa của nó 3 con mà mỗi một năm thì là nó sẽ được nuôi một năm nó sẽ được đạt trọng lượng từ 5 đến 6 cân. Thì bà con cứ nhân cái giá con với lại số lượng mà bao tiêu nhưng tôi đây là 1,8 triệu, 1,9 triệu một cân, thì là bà con sẽ biết là một năm một cặp giòn này nó sẽ mang về cái lợi nhuận cho bà con là trên dưới 30 triệu trên một cặp giòn bố mẹ. Không chỉ làm giàu cho chính bản thân mình mà anh Thiện còn chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ giúp đỡ thêm nhiều bà con trên cả nước ăn nên làm ra từ nuôi con giòn. Anh Thiện đã chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi chồi mốc sinh sản của mình cho nhiều người, và khi họ có giòn giống, giòn thịt, anh Thiện nhận luôn bao tiêu đầu ra. Anh Thiện chia sẻ thêm, khi chăn nuôi đúng quy trình thì một năm con giòn có thể đẻ tới 2 lứa, mỗi lứa trung bình từ 3 đến 5 con. Để được tư vấn cụ thể về thị trường đầu ra và kỹ thuật chăn nuôi, bà con hãy liên hệ trực tiếp với anh Thiện theo số điện thoại đang hiển thị ở trên góc phải màn hình. We'll be right back.